ba bốn lai rồi, ba bốn lai rồi chứ rồi. Hello cả nhà yêu, hôm nay giày đẹp xuất sắc. Hôm nay là giày đẹp xuất sắc xuất sắc. Đẹp lắm cả nhà yêu của em ơi, trời. Giày nữ là sự chờ đợi của biết bao nhiêu chị em của chúng ta. Mày la vừa vừa thôi. Tao sợ mày. Mày tin địa chỉ của ta con làm ta hú hồn như vậy. Nói thì nói nghe. Vậy à, ê vậy công sở mình hết cái đó nghe. Hai cái bao ngoài tưởng như vậy công sở ai già đâu, giày thể thao Út ơi Út, rồi bây giờ mình có gì ba? Giày công sở của em hình như còn có con lô này hết gì quá. Giờ còn túi, túi cũng gần hết, túi thì cả tầm 2 buổi like nữa là hết rồi. 3 buổi like, nếu mà tôi tính bữa nay là thành 3 buổi like. Trời ơi, em xàm xàm nãy giờ em quên nghiêm cái bình luận đó cả nhà ơi. Công sở 120k. Thể thao. Đó, nam nữ 150k. Gọi lên 160 luôn rồi. 150k, rồi cái gì nữa? Ví. À, là cái này bỏ đi. Rồi ok. Ví cộng với giày công sở thì đồng giá 120, ok rồi đó. Cái hôm qua biết sao không Linh? Tao ghi là ví không công sở. Công sở cộng với vú. Cái chữ y với chữ u nó gần nhau. Mà tao để chữ ví á, mà hên tao chưa có bấm lên. Bấm lên cái tao chết luôn. Chữ y với chữ u nó gần nhau mà mình bấm ví mới thành bấm vú. Chút nữa là công sở với vú 120. Chết lâu luôn. Cái đó là coi thiệt. Đầu like vô là có vui liền à. Với chị nào buồn buồn vô shop em là có chuyện vui liền. Thiệt luôn á, công sợ cộng với vú 120. Công sợ mình có giấu luôn rồi. Không có giấu động sao mày? Công sợ 120. Công sợ vú. Để bữa nào lên cái đi. Con đủ chú hơn. Con đủ chú ba người kia. Giờ chơi đau hôm qua thiệt. Tự nhiên công sợ cộng với vú 120. Mà em hên là em coi lại kêu bình luận. Không xem là chết. Nhân viên. Nhân viên của em nói là công sợ đừng có để thêm dấu nữa. Cộng sợ vú. Tốt này chưa có đàn ông gì. Mấy chị ơi thấy cái bài ghi bình luận của em chưa? Vô like này là vui à. Cái like này buồn buồn là không có nổi đâu. Trời ơi khui cái lô hàng này đẹp nè cả nhà yêu. Chào lên đi. Lên đi lên có gì đâu. Rồi có chia sẻ cho em chưa? Lên đi Ti ơi, trời mấy chị sợ hả? Sợ khách đông quá mấy chị cháu không có đường hả? Ừ, em nói xàm xàm hồi là có 200k mất xem luôn kìa thấy không? Đó, yêu cầu nó xàm là mấy chị này là như là đồng đội của mình thích cái gì sao ta?
Rồi lên hàng nha, chia sẻ cho em chưa đó. Gì? Thôi, đang tăng view mà ơi, la hát bài cho nó tụt luôn á. Lên. Lên mấy con đọc đầu tiên luôn. Ai theo dõi like của em mà không có dặn như là không có theo dõi mấy con đầu like nha. Bỏ vợ nè. Cho mày á. Size 45 hả? Chưa biết nha, em chưa có biết nha. Trời ơi, lên công này. Công sờ cộng vú cộng bóp. Cô bóp. Rồi, con này là size 30 mấy, em chưa biết mấy chị. Cho mình vô cho bóng được ta. Vũ gì nữa? Không biết đâu. Ok. Mấy chị con để em vô tay bóp cái cơ, sao nó nói là không có được, không được là chết nè. Được mà. Em cứ động máy lại. Ừ, không được lên ơi. Cô biết gì vậy? Đã có lỗi xảy ra. Vũ gì? Biết đâu, biết chết liền. Ừ. Em đứng coi. Bên shop có thằng thằng tắm mà. Em thấy ok, em ghim lại coi cái cục chất đơn của mình á. Khoan mấy chị ơi, cái máy chất đơn tự nhiên sao nó xảy ra sự cố gì em cũng không biết nữa nè. Vũ gì cũng không biết luôn. Nào giờ chưa gặp vấn đề này. Cả hai máy luôn. Tắt cái máy lại coi. Dây mỗi có, cho nói chung là có. Bộ móng tay của chị sốt 2 năm rồi, bộ móng tay hả? Mày tháo ra để cho người ta thở cái đi. Vừa tháo là vừa nhét liền luôn trời. Hả? Ủa sao kỳ vậy? Hình nào gì à? Nè, giống như nó kêu mình gọi về nhà mạng cái gì. Bây giờ điện cho nó rồi coi. Alo. Chị ơi, anh bị gì em không bắt không được chị nó để là đã có lỗi xảy ra. Đợi tí với chị, đợi tí, mạng nó có lỗi sao đó. Út lấy cái viết cho con đi, con chốt đơn. Ê, lấy viết cho con với cái giấy đi, con tự chốt đơn luôn đi. Nó bị lỗi mạng gì rồi. Trời ơi, tới giờ tương lai, giờ cao điểm mà bị vấn đề cục cháy luôn. Online mà gặp ảnh mày thấy đậu. Sao à? Chị nói là bây giờ Facebook nãy này là Facebook nó lỗi mạng rồi, nó chưa có phản hồi, nó chỉ kêu chốt tay đỡ đi. Ở chừng nào có? Chị cũng không biết luôn. Bị lỗi mạng hả? Ừ, Facebook nó bị lỗi cái gì á, lỗi kết nối này kia nọ gì đó. Rồi chị nói chị nhắn gì cho chị đóng rồi coi thôi. Dạ, hiện tại hệ thống kết nối với Facebook đang gặp sự cố. Các tính năng chốt đơn trong livestream sẽ tạm ngưng hoạt động. Chị kêu anh bỏ đúng các không? Tính năng làm đơn lên rồi, đơn vẫn bình thường. Bộ phận kỹ thuật hiện đang kết nối và làm việc với Facebook khắc phục trong thời gian nhanh nhất. Rồi xong dạ, luôn hả chị? Nè, chốt đơn ta đi. Chết nữa rồi. Vì hiện tại đội ngũ Facebook bên Mỹ đang la trời tối. Vì cho trời tối nên có thể cho bữa nay bên Mỹ là trời tối chưa làm việc được nên tầm ngày mai mới được. Rồi con này là size 38 do hệ thống không có. Nên không được Mỹ đâu chị ơi. Bên Mỹ giờ này là tối rồi, ta chưa xử lý được. Rồi chết luôn rồi, giờ chốt đơn sau đây. Chết. Để chốt đơn từ từ đi. Cả hệ thống luôn rồi. Em giờ nè, em mới like mới biết nè. Em xui chứ biết sao giờ. Một con size 38. Con này là size 38 mấy chị ơi. Ôi, bữa nay like chậm rồi. Chốt đơn không có được đâu.
Lên mà cho em con này mà cô nói là 105. Lên mà cho em là mã 105, size con này là size 38. Để băng chút đi. Lên mà cho em là 105, một con size 38 mang hàng ngày là ok nhất luôn. Xong luôn rồi. Cái bình lẫn kiểu này em là biến lai quá. Hàng quá trời nhiều, quá trời đẹp kìa, chuẩn bị hết trơn luôn. 105 cho Dương Tú. Rồi mấy chị cứ lên số điện thoại cho em luôn nha. Mấy chị cứ lên số điện thoại kèm cho em luôn. Vì bữa nay là mạng nó bị có sự cố rồi. To nữa. Một con size 37. Con này là size 37. Dáng đẹp luôn nè. Một con size 37. Lên mà cho em con này là mã 11. Thách chốt con này lên mà cho em là 11. Size con này là size 37. Lên mà cho em là 11, bữa nay không có chốt được bằng máy rồi tắt máy đi. Lên mã 11. Sao mà không báo ta? 11 cho Lon Lê Thanh. Đó. Cũng nhiều khách hàng quá nó đâu không báo hết được, giờ ai kiếm cái giấy thôi. Lon Lê Thanh chị lên cho em cái số. Mấy anh chị mình chốt mã mình kèm số điện thoại cho em luôn đi nha, cho nó dễ nha mấy chị ơi. Bữa nay không em có thấy à. Ai có mã kèm số điện thoại là em chốt nha. Như thế này đây, mấy anh chị cứ lên số điện thoại trước nha. Mà không có phải gọi, không có phải gọi ngang, chỉ là lên số điện thoại. Đợi khi nào em đọc đọc mã số đó, đúng sai của mình ưng. Nói chung là mình muốn chốt cái công đó thì mình bấm kèm theo cái chữ cái đó luôn ha. Mình bấm luôn hoài như vậy mới được. Tại không có chốt đơn bằng máy rồi, cho nên là không có số điện thoại của mình luôn. Cho nên bữa nay em vừa bán mà em vừa lo cái vấn đề mà khách bom hàng. Tại nó không có hệ thống thông báo là khách nào bom hàng hay như thế nào đó. Và tiếc là bữa nay hàng đẹp. Vụ gì? Tiếc là bữa nay nó hàng đẹp. Vụ gì vậy trời? Chia nhau cười với trời. Thì đó, bảo Nhi chia cười gì kìa. Con này là size 35 và con này hàng Nhật. À size 36 cả nhà ơi. Size 36 con này là hàng Nhật. Size 36 con này hàng Nhật nghe, da thật và hàng Nhật. Size 36. Chị Long. Long Lê Thanh lên cho em số điện thoại nha. Lên mà cho em con này là 61. Đúng rồi chị, tại bây giờ cái máy chốt đơn nó không được, cho nên là mình chỉ thấy tên của khách thôi chứ không biết được số điện thoại của khách nha. Cho nên là kèm mã, kèm số điện thoại luôn. Nói chung là em cũng như mấy chị đó, chỉ là xem cái phần livestream trực tiếp như thế này để chốt đơn thôi chứ không có cách nào. Chứ thường thường là chốt đơn bằng cái máy hệ thống của người ta. Đó, in cái bill ra là mình kẹp lên nè. Mà bây giờ không có cái gì hết. Nếu mà nói mà nói cho chính xác nhất là chốt cho khách toàn là khách quen mẹ cho rồi. Khách như là khách đã mua hoặc là khách đúng sĩ rồi, em cũng tính vậy. Chứ là khách là lạ hơi sợ nghe. Bữa nay hơi sợ cái là nó không có hệ thống. Mấy chị bữa nay khách mới không cảm đi. Mã 61. Trời ơi hàng si không biết âu hay là re gì hết trơn á. Chốt cho chị lấy xì hả? 61 cho Vi Trinh nè. Hàng bữa nay chuẩn bị quá là xuất sắc luôn. Hàng quá đẹp. Bỏ một cái bụi like nó cũng tiếc. Và like theo cái kiểu này nó cũng bật. Thiệt luôn. Con này là size 37. Xui gì? Ốc nó xui gì? Hả? Khăn gì có mù lao thì nước trời. Size con này là size 36.5. Ai mày kêu nói mày chuyển tiền chưa? Size 36.5 lên mà cho em con này là mã 37. Chưa đánh xíu đây con nhắn. Khách chốt con này lên mà cho em là 37. 37 nghe, size 36.5. Rồi đến đây nè. Con cặn gọi kiếm mấy nè. Con này là size 39, alo. Con này là hàng hiệu của Reebok nè. Size con này là size 39. Alo. Đang like anh ơi. Có gì gọi lên. Không phải là không chốt, tại em nói vui như vậy thôi. Anh Đỗ Thắng đúng không? Dẫn chốt bình thường, mấy anh chị cứ kèm cái số điện thoại và cái mã xa, cái mã số mà em đọc lên á.
Con này là size 39. Size con này là size 39, thương hiệu Reebok. Thể thao thì đồng giá 150 nha. Lên mã cho em con này là mã 29. 37 cho chị Nguyễn Duyên. Lên mã cho em con đó là mã 29. Một con size 42, size 41. Dáng đẹp to. Size con này là size 41 nè. Size 41, bao đẹp. Lên mã cho em con này, mã của nó là 00. Lên mã cho em con là 00. Cái con Reebok size 39 mấy chị lên mã cho em là 29 nha. Không có lên size nha mấy chị. Lên phải lên đúng mã. Lên size là không có biết đường chốt. Bình luận nó khác nhau nha. Bình luận nó yếu khác nhau. Dạ từ từ tới hết cho chị Hồ Bích Nga. Con này là size 43. Khỏi sợ bơm luôn. Trời không có vậy lấy tiền chuyển khoản được đâu. Một con size 43. Xin cũng gãy lỗi anh chị ơi. Size con này là size 43. Con này là thương hiệu One Cup. Thương hiệu One Cup nha, size 43. Lên mà cho em con này là 544. Năm bụng bụng nha. Năm bụng bụng. À, biết sao không, bữa nay chịu khó cho em tí nha. Em like hơi chậm để cho nhân viên của em nó ghi bằng tay đó, cho nên em like nhanh thì cũng không có được đâu. Size con này size 36, trời ơi Nhật nè. Size con này là size 36, một con hàng Nhật dáng đẹp. Lên mà cho em con này là 71. Má ơi xuống like chạy đi chơi mẹ cho rồi. Bữa nay ngay bữa thứ mấy chú mấy? Thứ mấy hả? Đi Cần Thơ cho. Trời Cần Thơ. Lên mà cho em là 71. Đi quán không. Nào bờ lề bờ sông vậy đó. Đi cái gì mắc cười lắm, đi cái gì mà ở Bến Tre nó có cái cậu á, lắc ra lõm xong á nhìn mắc cười quá à. Đây đây xuống lại mẹ đi. Không mà mắc cười thì ở như ở Bến Tre hay đâu á. Khu du lịch sinh thái á. Tiếc, tiếc buổi lai thôi. Con này là size của nó bao nhiêu không biết luôn. Con này là size 38.5. 71 cho Vũ Thị Hồng Thúy. Size con này là size 38.5. Con này là Nhật. Size 38.5. Lên mã cho em con này là 118. Lên mã cho em con này là 118. Ti ơi, Ti có em gái không? Ừ có nha chị, em gái của em nó cũng like đó. Để chi gì chị? Rồi tiếp tục size 38, con này là một con slip on da thật. Size con này là size 38 nha. Slip on da thật, để bằng, đó, siêu nhẹ. Lên mà cho em con này là 88. Khách chốt lên mà cho em là 88, size con này là size 38. Lên mã 88 cho em nha. Ê mấy mã rồi? Ôi 118 mấy chị không chốt hả? 118 còn với con 00. 00 hình như chấm bài lên mấy chế. Chấm bài lên, cái bình luận nó đang yếu. Biết lên cái gì luôn rồi. Bình luận xong mà nó thấy thương trần tại đó rồi, im luôn rồi. Size 42.5. Đi gọi bằng anh hả? Vậy con là size 42.5. Size 42.5, một con thể thao. Rồi size 42.5, lên mã cho em con này là 72. Khách chốt con này lên mã cho em là 72. Mã 72. Con này đẹp ha. Coi bình luận sao tôi làm biết like quá. Một con Nike. Con này Nike, size con này là size 42 Nike. Nói chung là thể thao nam nữ đều đúng size thì đều mang được hết nha. Con này là size 42, một con hiệu Nike. Giày thể thao Nike size 42. Lên mã cho em con này mà của nó là 108. Khách chốt con này lên mã cho em là 108. Rồi đọc và đẹp nè. Size con này là size 38 nè. Dáng quá là xịn nha. Size con này là size 38 nè. Lên mã cho em con này mã của nó là 12.
Sai 38 lên mã cho em là 12. 108 cho Đức Giảng. Lên mã cho em là 12. Một con sai 36.5. Sai 36.5. Lên mã cho em con này là 27. 12 cho chị Nguyễn Oanh. Sai 36.5 lên mã cho em là 27. Chị Nguyễn Oanh ơi, kèm cái số điện thoại giùm em luôn nha chị. Lên nữ không á thì nam người ta có gì mà mua. Chị Nguyễn Oanh kèm cái số điện thoại giùm em luôn nha. Sai con này là sai 42 nữa nè. Thương hiệu của Y Kim. Của chị có ai gọi chút đơn Hạnh Trần ơi. 108 hết. Con này là sai, con này là sai 42. Ok chị Nguyễn Oanh nha. Sai 42, một con thương hiệu của Iki. Lên mã cho em con này là mã 30. Lên mã cho em là mã 30. Chào anh Giang Nguyễn. Sai 37, một con Isix. Sai này là sai 37, một con thương hiệu của Isix nè. Sai 37, sai 37. Có gọi thì chờ ít hơn nữa nha chị, 12 hết. Lên mã cho em là 301. 20 cho Thanh Phạm. Lên mã cho em là 301. Thanh Phạm cho em số điện thoại luôn nha anh ơi. Cả nhà ơi lên số điện thoại lại nha. Con này là size 43, con này là hàng hiệu của Bubble Land. Size con này là size 43. Size 43 một con thương hiệu của Bubble Land. 301 cho Quỳnh. Lên mã 88 cho em nha. Quỳnh Hestia. Con này là size 36.5. 36.5. Xử lý đơn của chị với nhé. Bị gì? Size con này là size 36.5. Lên mã cho em con này mã của nó là 85. Nhật ngang lên mã cho em là mã 85. Mình xử lý gì nhắn xin cho Messenger nha chị Nguyễn Thắm ơi. 88. Ví nữ có đó mà bữa nay like sau đây không biết đường like luôn. 30 cho Thị Thu Nguyễn. Chị. Nào là nó nghe cái điện thoại, nào là đơn hàng ghi bằng tay cũng không like, có kịp. Xuống like, chiều view chị nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi, ok. Xong, tỷ đồng. Hai. Rồi, đứng đây nè. Hai gì? 93 triệu 2 á. À. 3 triệu chính xác rồi. Ngon lành. Ừ, mày ngon lành kìa. Trên bàn cái đống kìa, mày ngon lành đi. 30 là cho Thị Thu Nguyễn. Ơi mấy chị ơi, phải chi là khi mà đang chốt đơn mấy chị vô cái tin nhắn mà hỏi là cái địa chỉ này nọ là em còn xem được cái tin nhắn. Còn vấn đề mấy anh chị nói là giày bị này bị nọ là em không có muốn giày viết đâu. Thị Thu Nguyễn lên cho em cái số điện thoại đẹp nha. Đẹp xuất sắc, cảm ơn shop đó, may may cảm ơn chị nha. 88 cho Nương Đặng. Vì người ta cho mấy chị xem hàng trước khi thanh toán và trong khi đó mà em chị em nói luôn mấy chị tâm sự thật luôn. Em đang like trong đây, hai nhân viên đang cận kề bên em và ba nhân viên đang gọi điện chốt đơn ở ngoài kia, không có thời gian ai rảnh mà để chép tin nhắn. Em nói thiệt luôn, không có thời gian rảnh để chép tin nhắn. Bây giờ xuống like, nhân viên đi ăn cơm, ăn cơm xong vô tiếp tục chốt đơn cái buổi chiều, xong tới 5 giờ chiều, 5 giờ rưỡi hoặc là 6 giờ chiều mới xong công việc. Rồi sau về ăn ngủ sao tới tối lên like tiếp tục, không có thời gian nào mà để ngồi chép tin nhắn. Cho nên là em hỗ trợ cho mấy chị xem hàng trước khi thanh toán. Vấn đề shipper gọi điện nói chuyện trực tiếp xong là xong đơn hàng. Không có vụ mà ngồi chết tin nhắn rồi trả lời như mấy cái shop giảng như bán 1-2 đô nè. Mỗi ngày này nọ là không có cái thời gian như thế. Cho nên mấy chị phải thông cảm và hiểu chỗ đó. Ok chị Hạnh Trần nha. Con này là size 36. Size 36 đọc và đẹp. Size con này là size 36 nè. Lên mã cho em con này là mã 61. Mấy chị kèm lên số điện thoại mới được nha Bích Văn ơi, mình chốt lên số điện thoại luôn nha. Một số khách mới là chưa biết á, là bữa nay là không có chốt đơn bằng máy được, là ghi bằng tay rồi, xem livestream trực tiếp là ghi bằng tay rồi. Cho nên mấy chị thông cảm giúp em, bữa nay là kèm số điện thoại và mã em đọc lên. Bữa nay em live chậm chậm mấy chị thấy nè, em cũng bực bội lắm á. Bỏ like thì cũng không được nữa, đã sẵn sàng hết trơn. Em chỉ chốt mã cho những ai thấy số được số điện thoại luôn nha thôi mấy chị ơi, thông cảm nha. Size 38. Con này là size 38 nè. Em đọc tào lao à. Size 36. Xem hàng trước là thanh toán rồi. Một số mấy chị cứ làm khó làm dễ lắm. Đó, mua lấy hàng xong rồi bắt đầu có vấn đề gì đó em không biết. Hoặc là mấy chị mua chỗ shop khác,
gặp vấn đề mấy chị qua shop em, mấy chị cho bắt em là xử lý cho liền, không nên làm việc đó. Máy hư không phải là lỗi Facebook, lỗi Facebook chốt đơn không có được, nên là hệ thống cá nhân hết. Nói chung là ai cũng bị gặp tình trạng này hết, không phải là riêng shop em đâu. Size 36 lên mà cho em là 106. Dạ chốt cái con khác đi nha Nhật ca ca ơi. Lên mà cho em là 106. Mã 106 nha. Thị Thu Nguyễn và Bùi Thị Bích Văn lên số điện thoại nha. Size con này là size 35, chỗ nó xịn nè. Size con này là size 35. Lên mã cho em là 448. 106 cho hàng thùng. Lên mã cho em là mã 448. 448 size 35. Ôi, lên cái gì? Một con size 37. Size con này là size 37 nè. Cái điện thoại này em đâu có sử dụng đâu mà sao có khách chốt gọi điện ngoài ta. 448 cho Hạnh Trần. Size con này là size 37, hàng hiệu đẹp từ bên trong. Lên mã cho em con này mã 50. Khách chốt con này lên mã cho em là mã 50. Size 37 mã 50. Bút 150k, khách chốt con này lên mã cho em là 150. Size con này là size 37. Size 37 nha. Size 37 150k lên mà cho em là 150. Vậy 50 cho Võ Thị Hồng Thúy. Mấy chị kiểm tra trước khi thanh toán giùm em đi. Super qua tới tay mấy chị cứ ở đầu xem hàng trước khi thanh toán giúp em. Đầu xem hàng để tránh được cái tình trạng sợ em bán hàng cho mấy chị nhưng mà có shop khác là giả đơn hàng của bên shop em mà gửi cho mấy chị. Lỡ mấy chị có nhận mà gặp như là cái vấn đề nào khác vân vân, như nồi dẻ hay là cái gì đó vân vân đi, mà mấy chị phản ứng nó shop em bán hàng lừa đảo mấy chị cũng khổ cho em lắm nha. Chào chị Quê Phan nha. Mấy chị cứ nhận hàng xem hàng đúng của mình thì mấy chị ok tính tiền thanh toán cho người ta đi đi. Đó vẫn đó, lúc đó mấy chị cũng kiểm tra lỗi cho em luôn, kiểm tra lỗi làm số tiền gì đó đầy đủ xong là xong rồi. Đó đừng có để dạng như là mấy chị cứ trả tiền xong rồi bắt đầu mấy chị nói chuyện với sao với em sao là em không có đồng ý nha. Size 40. Size đây là size 40 nè. Đẹp. Size 40 lên mã cho em con này là mã 46. 150 cho Bùi Thị Mỹ. Lên mã cho em con này là mã 46. Mình bán hàng mình phải ngừa trước. Em sợ rất là nhiều khách hàng tào lao lắm. Mua hàng chỗ shop khác mà shop người ta không giải quyết và đem qua shop em nói dạy của bên shop em này nọ là em cũng không có chịu. 46 cho Lan Thùng, Lan Nguyễn Hàng Thùng. Size con này là size 36. Size con này là size 36. Size con này là size 36 nha. Lên mã cho em là 78. Size 36 lên mã cho em là 78. Mã 78. Bữa nay thể thao lên chắc không nổi quá. Thể thao nè, không lên. Dạ ngán chờ nha Khang Nguyễn ơi, do địa chỉ của mình sai cho nên là giống như là quay đầu ngược lại nha, cho nên là chờ ít hơn nữa nha. Con này là size 41. Con này là size 41 nha. Thể thao nam nữ đều mang được hết. Size 41. Lên mã cho em là mã của nó là 63. Lên mã cho em là mã 63. 78 cho Liên Nguyễn. Chờ hy vọng tới bán được nha. Size 40. Size này là size 40, con này là siêu nhẹ luôn nè. Size 40 lên mã cho em là mã 91. Tối à, bên Mỹ mới sáng. Lên mà cho em là mã 91. Để nó đi. Không thì tại nãy chị nó nói vậy mà. Tại vì giờ này bên Mỹ buổi tối là không xử lý được. Thì tối nay bên Mỹ mình ai được rồi. Hả? Bên nay mình ai được rồi. Tại giá này bên Mỹ là sáng nè. 91 cho Quê Phan. Cái gì? Con này là hàng hiệu Git nè. Size con này là size 38. Size con này là size 38. 11 giờ trưa là ở bển mới 2 giờ sáng. Lên mà cho em là 18. Cái hệ thống này là bên Mỹ ha. Ừ, của Mỹ. Lên mà cho em là 18. Chờ hy vọng tối nay là ba ấy đi. 83 cho Bin Bin. Máy in bill được để đi. In bill không được là em bỏ một buổi tối là em tiếc lắm á. Bin Bin lên cho em cái số điện thoại cho Bin Bin. Trời ơi, nhìn da thật nè. 18 cho Chuyên Đồ Hiệu. Size con này là size 38, một con hàng Nhật. Size 38, con này là hàng Nhật. Lên mà cho em con này là 17. Lên mà cho em con này là 17.
17 size 38. Lên mã cho em là 17. Size 38. Size 38 nha. Lên mã cho em, con này mã của nó là 36. Size 38 lên mã cho em là mã 36. 17 cho Tâm bà ngoại. Bữa nay ra xuống lai xóm đi để cắt mấy cái hàng bom đi. Size 36. Con này Nhật. Một con size 36 hàng Nhật, lên mã cho em là mã 42. 36 cho Nguyễn Oanh. Lên mã cho em là mã 42. Lên mã cho em là mã 42. Dày bóng size con này là size 39.5. Size con này là size 39.5, một giày bóng. Lên mã cho em con này là 52. Ok pin pin. Lên mã cho em là mã 52. Rồi tôi cái coi. Con này là 200k một con nút vàng. Size 41. Size 41 con này với giá là 200k. Một con size 41 nha. Lên mã cho em con này là 200k. Khách chốt lên mã cho em là 200k. Một con để bằng thương hiệu của Reebok. Size 42. Reebok Nam. Reebok Nam size này là size 42. Đẹp và sang nè. 52 cho quê Phan. Lên mã cho em con này mã 25. Lên mã cho em con này là mã 25. 200k cho chị Mã Ngọc Quyền. Mấy anh chị ơi, bữa nay nói trước ngang là bữa nay em không có chốt đơn bằng cái máy, cho nên là không có bill cho mấy anh chị được. Không có bill ngang. Giả sử có bill cũng ghi cái bill ghi bằng tay. Cho nên mấy chị, giả sử mấy chị sợ bên em lừa đảo hay là gửi mấy cái hàng mà không phải là hàng của mình chốt, mấy chị chốt con nào mấy chị chụp hình lại con đó cho em ha. Đó, để tránh được cái tình trạng đừng có cho hiểu lầm nhau, mất lòng nhau lắm. Em bán hàng cái nào ra cái đó, chứ không phải là bán mà dặn lừa không thích nha. Size 36.5. Đó mấy chị, chốt được con nào mấy chị chụp lại cho em liền. Size con này là size 36.5. Lên mã cho em là 27. Thanh Phạm lên luôn cái số điện thoại giùm em cái đi anh. Lên mã cho em là 27. Size 38 con này là Nhật. Một con size 38 con này là Nhật. Nhật nha. Size 38 lên mã cho em là 145. Size 38 lên mã cho em là 145. Không đâu nha, không có giày bảo hộ. 27 cho Trang Thái. Đúng rồi, mấy chị cứ lên số điện thoại cho em như vậy là hỗ trợ cho em nè. Ok Thanh Phạm nha. Em xin chụp lại đâu. Con là 200k để mất tiêu à. Size con này là phải chị nè không? Đây nè, chụp đi. Cái tấm bill ghi bằng tay nè. Thôi, chụp sao hình cho nó đẹp cái đi. Đó, là ok nha. Chụp dễ nha mấy chị, không phải là mấy chị thoát ca. Mấy chị chụp đâu, mấy chị quẹt lại cái màn hình đi. Ba ngón tay của mình quẹt lại cái màn hình là chụp hình rồi. Biết ta máy nào kêu quẹt ba ngón tay. Máy cùi bóp cũng quẹt đi, quẹt xong mà nó ra chụp hình là được rồi. Bây giờ máy cùi bóp là sao, coi xem là cái trang được máy. Con này là size 34. Size 34 con này là Nhật. Size 34. Lên mã cho em con này mã của nó là 177. 145 cho chị Nguyễn Oanh. 177, hôm nay là chị nào mà chẳng như là xem không có được nhanh được á. Cơ hội luôn bữa nay. Thì đó, một số khách hàng chưa đủ tin tưởng mà gặp nhiều cái khách bom á, gặp nhiều cái khách lừa quá, cho nên là nhiều khi gặp ai cũng sợ người ta lừa mình. Size 36 con này là may sẵn luôn nè. Biết chị có chốt nữa không mẹ? 150k lên mà cho em là 150. 177 cho Vũ Thị Hồng Thúy. Size 36 150k lên mà cho em là 150. Bữa nào mà em nói em bán xài giá 99k, em nói thiệt nghe, em tính đúng 99k chứ không phải là tính 100k. Đó là em nói thật. Còn cái vấn đề mà thằng shipper nó tính như thế nào em không biết. Mà bên em tính đúng số tiền của em. 99k là phải tính là 99k. Chứ không phải là lên cái ghi mình lận 99k rồi chừng nữa tính tiền với chị 100k. Một cách đó
Một cách đó xài không được bao nhiêu mà mang tội tới chết luôn. Sai câu này là sai 38. Sai câu này là sai 38. Lên mạ cho em con này mạ của nó là 615. Lên mạ cho em là 615. 615 cho em con này. 150 chưa? Chưa thấy. Con này là size 38.5. Size 38.5. 615 cho Quỳnh Kim Anh. Lên mã cho em là 134. Lên mã cho em con này là mã 134. Mã 134. Rồi bút kè Nga Phạm kìa. Rồi con này là hàng Nhật. Rồi ok Minh Nguyễn. Size con này là size 35. Size 35 nhìn nè. Đẹp hay hàng Nhật. Size 35 lên mã cho em là 21. 150. 150 cho Phan Thị ở Gia Quang Quang hơn. À, Hiền Nga Phạm, thấy không? Không thấy luôn. Đưa cái viết đi phụ cái coi. Rồi con này lên mã cho em con này là 21. Thấy chưa? Cho cái viết khác đi. Nè. Hai cái viết mới được. Nè không? Đưa giấy đi. Đưa giấy mình nhiều cho trời, đưa giấy gì? Bình lẫn nó không nhảy thì nhảy một bên có, được chưa? Thì Nga Phạm đó. Đưa cái giấy cũng đẹp quá. Khổ tôi thiệt luôn trời. Trắng tốt cho chiên đồ hiệu. Sao vậy? 21 cho chiên đồ hiệu. Thiệt luôn trời. Giấy hết mà để làm gì lên? Ai biết đâu, đâu có hết mật đâu. Ai biết? Được mà, giấy mờ mờ được. Trời, giấy mờ mờ được. Tao sợ mày luôn á. 134 cho Khang Nguyễn. Rồi xong ha. Em ghi em không cần phải nhìn luôn á. Rồi. Đi nhắm mắt lại. 21 chưa? Trời ơi chị này lên cái địa chỉ luôn kìa. Cái chiên đồ hiệu rồi. Má ơi lên địa chỉ bữa nay. Biết sao ghi. Thấy địa chỉ cũng mừng lắm mà không muốn lên. Lúc này địa chỉ là không cần rồi đó. Rồi con này là size 36.5. Size con này là size 36.5 nè. Lên mã cho em con này là 87. Lên mã cho em là 87. Size 36.5 lên mã cho em là 87. Kiểm tra hàng dùm chị. Để gì chị? Một con size 38.5. 34 là cho chị Bảo Sang nha. Con này cực đỉnh nha. Bảo Sang lên số điện thoại giùm luôn nha chị ơi. 38.5 đồng nghĩa là 39 mang được nha. Đó. Lên mã cho em con này mã 83. 87 cho Minh Minh. Lên mã cho em là 83. Thể thao quên nè. Giày bóng cũng quên luôn nè. Giày bóng. Size con này size 36.5 của Indonesia. Size con này là size 30. Size 38.5 Indonesia. À 36.5 cả nhà ơi. 36.5. 83 cho Vy Trinh. Lên mã cho em là 72. Lên mã cho em là mã 72. 72. Size con này là size 35. Một con giày đã bóng. Thấy Nguyễn nha. Size 35.5. Lên mã cho em con này mã của nó là 25. 83 hết. Lên mã cho em là mã 25. Mã 25. Một con thương hiệu của Fabry. Thương hiệu Fabry nha. Size 41.5. Size con này là size 41.5. Một con thương hiệu của Fabry. Lên mã cho em con này mã của nó là, lên mã cho em là 75. Khách chốt con này lên mã cho em là 75. Bảo Sang lên cho em cái số điện thoại nha. Con này là size 38, đọc và đẹp hen. Size 38 150k. Lên mã cho em là 150. Size 38 150k lên mã cho em là 150. 75 cho Nguyễn Tiệp. Bút của Nai đẹp nè. Size 38. Size 38 lên mã cho em là mã 76. 150 cho Vinh. Rồi chi rồi. Cho kế hoạch. Vinh. Nè. 150 cho kế hoạch Vinh. Lên mã cho em 76.
size 38 lên mã cho em là 76. Mã 76. Size con này là size 37. 76 như kế hoạch Vinh. Con này nó in có 36 mà size 37 nè. À. Size con này là size 38 cả nhà ơi, lên mã cho em là 331. Size 38 lên mã cho em là 331. 331. 331. Tại cái máy em thấy chị nó sao á, chuyên đồ hiệu ơi, sao á chị. Một con size 39. Con này là size 39 lên mã cho em là 144. Size con này là size 39 lên mã cho em là 144. 331 cho Thu Loan. Thu Loan lên kèm cái điện thoại luôn nha Thu Loan. Lên mã cho em là 144 nha. Bảo Sang lên cái điện thoại cái nha Bảo Sang. Ủa 144 nhanh với ta. Ủa nhanh thiệt chứ. 144 với Thanh Phạm. Size 36. Con này Nhật. Một con size 36. Lên mã cho em là 86. Lên mã cho em con này là mã 86. Mã 86. Chị cô Sáu, chị mua số lượng như thế nào? Số lượng nhiều hay ít? Em thì đa số là em gọi em toàn là em xị nguyên một thùng không à. À, nguyên một thùng. Size con này là size 37. Size 37 lên mã cho em là mã 03. Size 37 lên mã cho em là mã 03. Mã 03. Con này là size 38. Hôm nay là mấy chị muốn nói sao mấy chị nói đi. Em bây giờ là em bị bó tay rồi. 03 cho chuyên đồ hiệu. Size 38 150k lên mã cho em là 150. Nói chung là bữa nay là bó tay rồi, không có cách nào mà giúp được khách hàng lẻ được đâu. Bữa nay nói chung là khách nào mà thấy bình luận chút là em chốt luôn à. Mấy chị muốn nói như thế nào thì nói, bây giờ là chị không có cách nào với trơn á. Nếu mà có máy chốt đơn thì em xen kẹo cho mình được. Còn không có máy chốt đơn là không thể nào giúp được. 150 cho chuyên đồ hiệu. Size 36. Size 36 lên mã cho em con này là mã 3. Công sở ví là 120, thể thao 150 nha. Lên mã 3. Size 37. 150 hết. Bữa nay em ôm nó tụt tụt cái khăn hoài luôn nè. Mã 3 cho Nhật KK. Nhật KK lên số điện thoại luôn nha. Con này size 38 đi nha. Size con này là size 38, nó in có 36 à. Một con size 38 lên mã cho em là 18. Size 38 khách chốt con này lên mã cho em là 18. Đơn của mình có ai gọi chốt không Thảo Thảo? Bữa nay thể thao là tạm ngưng rồi. 50 hết. Thể thao là tạm ngưng rồi. À chị cô Sáu trả lời chưa, nãy chị hỏi mà chị nói với chị rồi. Ok Nhật KK. Size 35. Chị cô Sáu này nè, thế này đi chị tên em nè, chị cô Sáu. Bây giờ á, mình muốn biết là bên như thế nào á, bây giờ chị chốt thử đi. Tầm 5 đôi vậy thôi nha. Chị có mua ngân hàng mình rồi. À có hả? À, nếu mà thấy ok rồi, bây giờ nhập nguyên thùng. Còn thôi nếu mà số lượng nhiều thì qua tới nhà em. Em cho mấy chị xem hàng trước. Chứ nếu mà chọn á, thì giá nó cao hơn. Chọn em chắc không có chỗ chọn đâu. Em bán là em bán nguyên thùng mà. 18 cho Bùi Văn Đông. Size con này là size 35, lên mã cho em là 29. Lên mã cho em là 29. Nếu mà chọn tại nhà của em á, là không có còn hàng đẹp nào để cho khách của em trên live săn nữa. Cho nên là chỉ có cách là nếu mà mấy chị muốn chọn thì chọn trên live. Còn thùng thì em mới đẩy thùng cho mình được. Con này là size 36. Đẹp ha. Con này là size 36, xịn sò nè, 120 nè. Lên mã cho em con này là 42. Size 36 lên mã cho em là mã 42.
mã 42. Một con cao gọt 42 cho Vê Phan. Ê, đọc tên chị này không được ta. Size con này là size 35. Con này là size 35. Ê, ba cái đó là dẹp đi. Dẹp đi khỏi vô form gì nữa. Làm gì? Bây giờ cho nó lấy coi cái cò ba cái. Ừ, bây giờ cho nó kiểm tra coi đơn hàng nó trả về đó. Đơn hàng nó hoàn về coi trong cái tủ bàn kê của mình nó có đầy đủ hay không á. Cho nó làm cái đó trước rồi khui ra để ghi hết. Ừ, gạch sổ trong cái bàn kê đó. Không thôi ăn trước đi, chút nữa làm sao. Cho mày ăn trước đó. Lên mà cho em là mã 48. Gì? Dạ. Nó đâu có biết cho như làm mới được mà như đang làm gì. Thì cho nó đóng hàng ngược lên đây Úc. Cho công tiền đóng hàng ngược lại. Cho Như đi kiểm hàng tiền nó chưa có biết làm đâu. Ờ hai người đó là chia sao chia đi. Một con size 35. Đọc và đẹp nha. Size này là size 35 nè. Lên mà cho em con này mà của nó là 56. 18 chút cho em. Gọi chân à. Nè trên bàn này nè. Thùng nó có hai loại, loại 100 với loại 100 gữ. 42 em chốt chưa? Gõ chân à, 42 là rồi. 29 có đó. Còn 29. Thúy Vân 29 nè. Thùng mà nói chung là có thùng 100 đô và thùng 100 gữ. Ôi em lên hàng cái đây em làm biến quá. Thúy Vân ơi, chị lên cho em một dòng số điện thoại nha Thúy Vân. Size con này là size 38.5. Size con này là size 38.5. Lên mã cho em con này là mã 4. Size 38.5 lên mã cho em là mã 4 lên kẹo ví hả? Ừ Út đưa ví đi, con lên ví lại đi. Ba cái giày con làm biến lên quá. Không, phải ví đó, ví kia kẹo ví trong cái cổ bên kia kẹo né này. Ừ. 56 mã 4 ví đó, mình lẫn với nhảy à. Mã 4 chiên đồ hiệu. Được con đây đi. Rút lên luôn hả? Được con đi. Quý này 120 nè. Mà cái túi này bán hơi tối rồi mà sao mà vẫn còn là sao vậy? Hả? Ê, trời ơi. Cái này bán. Trời là trời. Lấy tối mình lấy tiếc quá, dành nhau chốt đó mà cuối cùng cái chuyện đó đó. Đây em lên ví nghe. Đồng giá 120 vậy nè. Vậy Thúy Vân lên một dòng cái điện thoại cho em luôn nha Thúy Vân. Lên vũ. Lên nè, lên sân kẹ. Mà 4 chưa? 4 rồi. Rồi, đồng giá là 150k. À, 120k nè. Đưa đây cho chị coi. Em đưa nguyên ngộ cho chị mới biết. Nó hơi khổ thiệt luôn. Trời sao mà nó khó khăn dữ. Rồi ví nghe, trời ơi con này gu nè. Con này gu nè, gu xì nè. Đó, lên mà cho em con này mà của nó là 20. Khách chốt con này lên mà cho em là 20. Trời ơi view tăng đẹp nữa kìa. Ác thiệt luôn. Rồi tiếp nha ví nè. Ví nè, lên mà cho em là 75. 20 cho Vy Trinh. Lên mà cho em là mã 75, đồng giá là 120 đó. Bây giờ lên ví đi, cho nó chống ví luôn. Lên mà cho em là 75, đồng giá 120 ngàn. Rồi tiếp tục cho em câu này luôn nè.
Nên mà cho em con này mà của nó là 184. Ví này là nói chung là lẫn lộn thời trang và da thật chung, chứ không phải là da thật hết. Da thật hết không có bán giá này đâu mấy chị. Nói chung là cái này là tất cả vừa thời trang và vừa da thật. Đó, con nào da thật thì em nói da thật. Nhiều khi em cũng nói luôn 184 75. Em vui là em nói đó. 184 cho Nguyễn Hèn. Nguyễn Hèn lên số điện thoại luôn nha chị. Rồi, tiếp tục cho em, tất cả là bằng hàng si hết nha. Con này bị lỗi bên trong nè, bị lỗi bên trong nè. Em bán con này là 50k. Ở ngoài cực kỳ đẹp hết nha. Ở ngoài là cực kỳ đẹp hết. Bên trong thì nó bị chạy một chút xíu nè. 75 cho Thúy Vân. Bán 50k, lên mà cho em là 50k. Nè con này da nè. Đó, tùy thôi. Mà ví này là điều ok tiện hết trơn rồi. Mấy cái hàng mà yếu yếu là em bỏ vô cái văn bê hết trơn. Rồi con này lên mà cho em, con này mà của nó là 301. 50k cho Khang Nguyễn. Lên mà cho em là 301. 301. Rồi xỉn sò nữa nè. Con này tiệt được nha. Đó, bên trong này nhiều ngăn. Lên mà cho em con này mà của nó là 592. 592 cho em con này. Mã 592. 301 cho Nguyễn Hiền. À, Nguyễn Hiền lên số điện thoại cho em luôn nha. Bữa nay máy chúc đơn không có. Nguyễn Hiền có cho chị à? Dạ. Coi cái hình nền với chị coi. Có rồi. Trắng á. Đâu đâu, bà làm gì tôi đâu có biết đâu. Chắc không biết quá, không biết là bà này qua làm. Không biết nói đi, nói giùm con cái. Mày chốt, mày lo chốt kìa, đặng cô like cô nương ơi. Đưa giấy cho em. Nhỏ này, tao đợi nó chút xong đặng cô like mà nó cứ nhìn tôi hoài thiệt luôn á. Like nhiều quá nó không biết đường chốt. Nhỏ nó quen in rồi, nó ghi làm như nó không quen luôn rồi. Đây, tiếp tục cho em con này. Tới đâu rồi, 392, 3 gì? 592 cho Liên Phương. Rồi, tiếp tục lên mà cho em con này là 39. Chị Liên Phương cho em số điện thoại luôn nha chị. Khách chốt con này lên mà cho em là mã 39. 301 hết. Mã 39. Con này đẹp ha. Lên mà cho em con này là mã của nó là 71. Em lên ví xong là em xuống like luôn rồi mấy chị ơi. 39 cho Hương Ngô. Lên mà cho em là 71. Hương Ngô lên cho em cái số điện thoại luôn nha. Ok Liên Phương. Ừ, tôi ghi nhìn không cần nhìn tấm giấy, nhìn trong cái điện thoại nó là được rồi. Con này đẹp nè, sang nè. Lên mà cho em con này là 38. Lên mà cho em là 38. Làm cho biết thì tao không biết đừng like với bay luôn trời. 38. Mày like đi tao ngồi chốt đơn cho bay thiệt luôn á. Rồi con này lên mà cho em là 14. 38 cho hàng thùng. Lên mà cho em là 14. Mã 14 cho em nha. Nãy vừa cho chưa có ai chốt mã 71 hả? Mã 14 cho em. Đưa mã 71 coi. Con này là mã 71 nè. 14 cho Bùi Văn Đông. Sao con chốt con này cả nhà đẹp nè. Đồ mới cao luôn. Lên mã cho em là 71. Thấy khổ không? Like mà nó không có máy chốt đơn là như vậy đó. Có ví ta, ví nam luôn nè, đã ha. Rồi tiếp tục, con này là bằng da thật. Con này là bằng da thật, chỗ đẹp nữa nè, con ngựa nè. Bằng da thật, lên mà cho em là mã 100. Lên mà cho em con này là mã 100. Mã 100 cho em con này. 100 nha. Một con hàng hiệu của Polo, mã 100. Rồi con này là hàng hiệu của Leo Khép nè. Đó, ôi con này bị như thế này nè mấy chị. Con này bán rẻ. Cho Thanh Phạm. Con này là nói chung là bằng da thật nè. Bằng da thật, bán con này 50k nè, về mai lại. Đó, về mai lại. Mẹ ơi, con cái nào không biết hỏi là con chứ để con đóng không biết đường. 100k bằng da thật và hàng hiệu luôn. À, bán 50k lên mà chung là 50k. Rồi con này thiêu nè. 71 cho Bích Thuận Đăng. Bích Thuận Đăng lên cái số điện thoại luôn nha. Con này lên mà cho em là 06.
Trời mấy chị ơi, hàng của em chuẩn bị hết trơn rồi. Tại là máy chút đơn in không ra, em khó like lắm. 50k cho Tam Vũ. Lên mà cho em con đó là 06. Tam Vũ lên số điện thoại lại cho em một vòng nha. Này vừa mà ghi cái mã số và vừa ghi tên của khách mà vừa ghi luôn cái số điện thoại. Nó vòng vòng cong cong vẹo vẹo cho nên khó chút đơn muốn chết luôn. Lên mà cho em là 101. 06 cho Nguyễn Duyên. 101. Con này nhìn đẹp ha. Hàng si đó nghe. Nguyễn Duyên lên cho em cái rồi ok Nguyễn Duyên. Lên mã cho em con này là mã 112. Mã 112. Mã 112. Tiếp tục cho em con này luôn. Lên mã cho em con này là 36. 101 cho Liên Phương. Lên mã cho em con này là mã 36. Lên mã cho em là 36. 112 cho Liên Phương. Lên mà cho em con này mà cô nói là 72. Ok Bích Thuận đang. Lên mà cho em là 72. 36 cho Hương Ngô. Hương Ngô này có biết số điện thoại và địa chỉ chưa? Không biết nữa. Có rồi. Lên mà cho em là 72. 72 cho Vi Trinh. Cái này nam xài được nè. Nhiều ngăn nha. Khang Nguyễn lên cho em một dòng số điện thoại đi nha Khang Nguyễn. Lên mã cho em là 26. Khang Nguyễn với Tam Vũ nha. Lên mã cho em là mã 26. Câu này xài hàng ngày da thật nè. Đã ha, xài hàng ngày da thật. Đã đẹp. 36 Thủy Vân. Lên mã 99. Lên mã cho em con này là mã 99. Tam cái gì? Mã 99. Ê lau lau vô cái phần máy chút đơn cái nhiều khi nó được ngọt chừng nghe. Không có tiền đâu con ơi. Gỡ chui luôn rồi. Không được rồi, giờ không có được đâu. Rồi tiếp tục cho em con này dán hộp. Ok Tam Vũ. Dán hộp. Đẹp và sang ha. Lên mã cho em con này là mã 7. Khách chốt con này lên mã 7 cho em. Con này da thật nữa nè. Đó. 99 cho kịp dịp Kim Chi. Rồi lên mã cho em là mã 1. Khách chốt con này lên mã 1, mã 7 cho Lan Nguyễn hàng thùng. Em đừng có giục cho Út như vậy, đâu sao cứ nhớ hết. Bây giờ em lấy cái gỗ để gần. Em kêu rồi. Cho nó dễ hơn không? Quay nhau mới lấy rồi. Mã 1 làm áp lực nhau trời. Rồi tiếp tục cho em con này. Lên mã cho em là 27. Lên mã cho em là 27. 27. Mã 1 cho Bùi Văn Đông. Ây da. 27 cho Liên Phương nè. Con này khách chốt lên mã cho em là 582. 582. Con này xài hàng ngày đã nè. Và đặc biệt nhất con này là có tháp nè. Hiệu. Hiệu nè. 582 cho Liên Phương. Lên mã cho em là 560. 560. Bên trong nữa nghe. Lên mã cho em là 153. Lên mã cho em con này mã của nó là 153. 153 cho em con này. 153 LV nè. LV nè. 560 cho Vi Trinh. Lên mã cho em con này là 25. Lên mã cho em là mã 25. Tiếp cho em luôn nha. Lên mã cho em con này mã của nó là mã 6. Lên mã 6. Con này là em bán rẻ 50k nè. Cái dân tia của nó là hơi cứng. Mấy chị về chế dầu là cho em 1 tỷ nha. 25 cho Vũ Thị Hồng Thí. Nhưng mà con này đã nha. Không có ấy đâu. Tại nó hơi cứng cứng á. Cái cứng cứng nè em bán 50k nè. Con này đã xài đã nè. Con hến này đẹp nè. Cầm tay đã. 50k lên mã cho em là 50k. Mã 6 cho chị Liên Phương.
Chị Liên Phương chốt mã 6 đó lên cho em một dòng số điện thoại cái nha chị. Lên cho em một dòng số điện thoại của chị nha. Rồi tiếp tục cho em con này luôn nè. Lên mà cho em con này mà 29. 50k nó lội bên trong. Còn con này cũng 50k nè. Lên mà cho em con này mà 29. 50k cho chị Thục Quanh. Thục Quanh lên số điện thoại nha. Lên mà cho em con này là 57. Khách chốt con này lên mà cho em là 57. Còn mã 153 ai chưa lên lên lại nha mấy chị ơi. 29 cho chị Hàng Thùng. Lên hết quý đã. Bên trong nè. 57 cho Quyền Nga Phạm. Lên mà 90. Khách chốt con này lên mà cho em là mã 90. Mã 90. Con này là da mềm nè. Con này lên mà cho em là mã 41. 57 hết. Lên mà cho em là mã 41. Mã like nữa, mà tôi đang like chốt đơn mua bỏ. Ca tên lô, ca tên muộn ô. 90 cho Thanh Phạm. Lên mã cho em con này mã của nó là 56. Lên mã cho em là mã 56. Hoa văn đẹp ha, con này bằng da thật luôn nè. 41 cho Thiên Sa Hoàng. Thiên Sa Hoàng lên số điện thoại nha. Bằng da thật có hoa văn đẹp. Lên mã 10. Mã 10 cho em con này. Mã 10. Một con Playboy con thọ. Con này là Playboy một con thọ. 56 cho Diệp Dương. Diệp Dương lên số điện thoại giùm luôn đi Diệp Dương ơi. Lên mà cho em con này là 00 một nách rồi mập. Lên mà cho em con này là mã 00. Mã 10 cho chị Liên Phương. Liên Phương chốt mã 10 này nè, chị lên một dòng cái điện thoại cho em đi chị. Lên mình mới có đơn nha. Một con hàng hiệu của Polo mà là da thật. Ô, đọc luôn nè, Polo. Đó. 00 cho Lê Hoạt. Con này lên mã cho em là 116. 116. Con này là hàng hiệu của chục túi nè. Đó, da thật luôn. Ơi, mệt mỏi quá thiệt luôn trời. Bên trong nhiều ngăn mà là màu vàng. Hàng hiệu của chục túi. Lên mà cho em con này mà của nó là 151. Còn là giỏi tiếng Anh, đọc tiếng Mỹ hay đọc tiếng Mỹ thôi. 116 Thúy Văn. 151. Tiếp tục cho em con này. Lên mà cho em con này là 89. Mã 1 hết. Lên mà cho em con này là mã 89. Con này là cốp nè. Cốp nha. Lên mà cho em con này là 26. Lên mà cho em con này là mã 26, hàng hiệu của Champa. 89 kìa cô nương. Đẹp ha. 89 cho chị Diệp Dương. Lên mã cho em là 26. Diệp Dương lên số điện thoại nha chị ơi. Con này là da thật. Diệp Dương nè, với ai nữa ta? Liên Phương. Đó, hai chị em vừa mới gọi tên nè. Mấy chị lên cái số điện thoại cho em một vòng trước đi. Để chốt tiếp tục nữa nè. 26 với Thanh Phạm. Vì hai chị không có số điện thoại. Đây, Diệp Dương lên số điện thoại được kìa. Con này lên mà cho em. Con này mà của nó là 46 lắm giờ. Hạt thuốc nè. Lên mà cho em là mà 46. Mã 46, 151. Thục Quanh có số nào không? Không nhớ đâu, đâu có nhớ đâu. Thục Quanh lên, Thục Quanh lên cho em có số điện thoại đi chị. Gucci của Italy nè. 46 cho chị Hồng Hạnh. Con này Gucci nè, cả nhà dập hiệu nè. Lên mã cho em là 190. Đâu, chị nó cắt luôn. Ơi chạy bọn nó, tập chạy bọn nè. Em mua xuống đây nè. 190 cắt luôn. 190. 190 cho chị Hàng Thùng.
Bữa nay nói chung là chịu khó như vậy đây, like chơi không à. Lên mã cho em con này là 36. Lên mã cho em là 36, ai tên gì? Liên Phương, chị lên số điện thoại cho em không chị? Đưa Liên Phương cho qua cho chị. Xin nãy giờ xin hoài. Người ta không có số điện thoại của mình nghe, xin nha mấy chị, lên lại cho em liền đi. Chốt đơn bằng tay mấy chị thông cảm, trời ơi. Không có ai mà rảnh rỗi đi ngồi xin hoài đâu. Thời gian chốt đơn mà không kịp. 36 cho Diệp Dương. Rồi tiếp tục cho em câu này. Lên mã cho em con này mã 12. Rồi ok, thuộc quanh nha. Lên mã cho em là 12. Mấy chị thấy em like rồi, em like nãy giờ em like từ từ. Cái tính nết của em là phải like nhanh, em mới thích. Cái dạng like như thế này nè, em buồn ngủ lắm. Vì cái lý do là cái mạng nó không có hiện được. Đó. 12 cho Quyền Trân. Vẫn không lên phải không? Không. Đưa qua đi. Rồi con này là nhiều ngăn thẻ nè. Nhiều ngăn thẻ. Đẹp và sang. Lên mã cho em con này là 58. Lên mã cho em là mã 58. Đưa Liên Phương lại cho con đi. Úc. Bao nhiêu cái đưa qua hết đi, xả ra. Rồi tiếp tục cho em con này lên mã cho em là mã 76. Mã 76. 58 cho Nguyễn Ngân. Mã 76. Con này bằng da thật nè, xạ của bà chị Liên Liên Phương Liên gì nè. Đó em xạ ra đấy nè. Lên mã cho em con này là 13. 13 một con da thật. Mã 13. Con này là chuột túi nè. Thiên Sao Hoàng, lên cho em cái số điện thoại nha. Thiên Sao Hoàng. Con này là chuột túi nè. Bữa nay em chốt đơn cũng như mấy chị xem cái livestream nè. Đó em đang chốt đơn như thế này nè. Nếu mà mấy chị không có lên số điện thoại cho em á thì em không có số điện thoại để lên. Bữa nay là cái hệ thống của máy chốt đơn là nói chung là chung hết rồi. Nó bị lỗi chung. 13 cho Lan Anh, gèm cỡ, lên số điện thoại luôn nha, gèm cỡ. Con này là 00, chuột túi mà 00. Rồi tiếp tục cho em con này. Lên mã cho em là 167. 00 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là 167. Con này lên mã cho em là mã của nó là 314. Hy vọng là tối hôm nay em vẫn like được bình thường. Cái mạng kiểu này là em làm biến quá. Con này là Playboy, lên mã cho em là 314. Con này là sếp da thật. Sếp da thật. Lên mã cho em con này mã của nó là 550. 314 cho Hương Giao. Hương Giao lên cái số điện thoại liền luôn nha. 550. Tiếp tục cho em con này nhìn đã ha. Lên mã cho em con này mã của nó là 545. Lên mã cho em là 545. Con này là hàng hiệu. Hiệu nữa nè. 13 hết. Hiểu nè cả nhà. 550 cái Diệp Dương. Lên mã cho em con này. 156. 545 cho Nguyễn Anh. Lên mã cho em là 156. Túi da. Lên mã cho em là 233. Hương Giao lên số điện thoại nha chị. Xin đây con kéo cái đó cho mẹ. Bỏ đi, kéo cái gỗ đó cho mẹ, gỗ ví đó. Nhanh con ngoan. Cái ví gỗ đó đó. Gỗ bự màu xanh đó đó, kéo qua cho mẹ. Giỏi. Lên mã cho em là 233. Rồi tiếp tục cho em con này. Sao đây? Em vậy đi, đổ luôn cũng được nữa. Lên mã cho em là 504. Rồi, được rồi. Rồi lên mã cho em là 504. 156 cho Hồng Hạnh. Có ai đi tay hả? Đi tay cái gì? Ok, nạp sao bà ai xin đờ. Mượn mai đi nè. Mượn mai đi cho mai iPhone nè. Không. Và bao nhiêu download mà đi nè. Nào cả tập thanh liêm nè. 504 cho Nguyễn Ngân. Nguyễn Ngân để
nhớ như nhạc đi em mới cây nạp thì cả thanh liêm nữa nè, thanh liêm như nhạc hâu tâm giải với băng băng tâm giải này là bây giờ lấy cái chương trình của máy cũ download qua cái máy mới này như là Facebook nè, Messenger, GT Bot nè, rồi mấy cái chuyển khoản nè. Cái nhà anh hôn cơ, mấy cái chuyện gì nhỉ? Nhà hôn ô nè, mượn bên đi mà tình lý nè. Rồi nhà hôn nhà nè. Phải chuyển một cắn. À rồi ok. Làm đi, T Bot nè, rồi Agribank, rồi ngân hàng, tất cả các ngân hàng qua bên đó hết chân đi. Cái Facebook thì sao mà lên cái trang mới không được. Câu này lên mà không không. Lên mà cho em là mà không không. 233 cho Tuấn Nguyễn, Tuấn Nguyễn lên số điện thoại nha. Rồi câu này lên mà cho em là 547. 547 cho em câu này. Không không cho Hồng Hạnh. Màu đẹp hen. Lên mà cho em là 114. Khách chốt con này lên mà cho em là mã 114. Gucci này dập hiệu nè. Dập nè. Đồ dập luôn nè. Đồ gặp luôn nè, bên trong có Italy luôn nè. Lên mà cho em là 98. Xin nó cho rồi sao giờ. Ai? Chị Hương Giao lên số điện thoại cho em nha. Chị Thiên Sa Hoàng và chị Lan Anh dèm cửa. Bây giờ này em đọc cho ba chị này nè. Mấy chị thông cảm giúp em nghe. Tuy là mấy chị toàn là khách cũ của bên em thật, nhưng mà bây giờ hiện tại là em chốt đơn bằng cái máy cha đang live stream này luôn, không có phải là công nghệ mà xài app nha. À, cho nên mấy chị cứ lên giúp em là một cái số điện thoại này để em đọc tên nghe. Chị nhớ tên của mình nghe. Nghe tên của mình mấy chị lên cho em. Tôi đọc tự như này được là tôi chết liền luôn. Lan Anh rèm cửa. Ờ Lan Anh rèm cửa là lên số điện thoại cho em nha. Gì nữa? Tấn Nguyễn lên số điện thoại cho em nha. Rồi Hưng Giao lên số điện thoại cho em nha. Đây Hưng Giao lên kìa. Rồi cái này là không biết luôn nha. Thêm xà phòng hả? Tiên Sa Hoàng. Rồi tên gì? Tiên à, Tiên Sa Hoàng. Tôi đọc thêm xà phòng. Thêm xà phòng lên xong rồi. Trừ của nó nè. Như bùa lăng bang vậy đó. Bác sĩ đó chị ơi. Chừng nữa ai mà chút nữa gọi điện chút đơn là mẹ con làm thôi nha. Đừng có cho nhỏ kia nha. Chừng nữa cho tôi lên là tôi cũng thêm xà phòng luôn nè. Đó Tiên Sa Hoàng lên số điện thoại cho em luôn nha. Thiếu mới xin nha mấy chị. Ôi bữa nay biết sao không, mấy chị cũng thông cảm cho em đi. Đúng ra là bữa nay lên hàng như là dạy thể thao này nọ là lên hết trơn à. Cái này là 114 cho chị Chí Nguyên. Nó bị lỗi cái máy chốt đơn. Bị lỗi rồi cho nên là chốt bằng tay. Cho nên em lên mấy kia chắc không có được rồi. Chí Nguyên lên giùm em cái số điện thoại nha chị Chí Nguyên ơi. Lỗi bên Mỹ đứt dây cáp. Lỗi là bên Mỹ nó làm đứt hệ thống của nó bị lỗi á. Bên Mỹ là hệ thống nó bị lỗi chứ không phải là bên máy của em bị lỗi. Đó, con này là hàng hiệu của Valager nè. Nha, Tấn Nguyễn đó. Hay à, ok Tấn Nguyễn. Lên mà cho em là 37, thấy em like không? Nãy giờ em like dặn như mò được nhiêu, lấy tiền đủ cho nhân viên bữa nay làm việc thôi. 37, lên mà cho em là 37. Đọc đẹp nè. Ha, cặp hiệu bên trong nè. 37 cho Nguyễn Ngân. Con này da thật phối luôn nè. Đẹp, đúng đẹp. Lên mà cho em con này mạo của nó là gì đây? Lên mà cho em là 87. Lên mà cho em là mã 87. Mình lên số điện thoại mấy lần rồi thấy không? Rồi thấy chưa? Thấy rồi, ok rồi mà. Rồi ok chị. Con này là da thật. Da thật nè. Đó, con này là da thật. Lên mà cho em con này 87 cho Nguyễn Ngân. Lên mã 80. Lên mã 80. 87 với chị rồi nha Nguyễn Ngân. Con này xịn nữa nè. Nguyễn Ngân được mã 87. Con này lên mã cho em là 96. Đọc lớn lên. Mã 96. Âm thanh mày hết chưa? Hết chưa. Đừng chừa mày ơi. Đừng chừa ra cho lớn lên. Tao mới nghe. Kêu giọng giọng vô. 80 cho Nguyễn Ngân. Để ngoài.
mày đọc, mày đọc mày kéo cái cội coi gì nè. 96 cho Nguyễn Ngân. Mày nắm cái tôi. Ôi đâu. Mày nắm cái cổ mày coi, mày đọc cho cái cổ hỏng nó không ca. Con này nhiều ngăn nè. Con này nhiều ngăn nè. Lên mà cho em con này là 1 năm bụng. Lên mà cho em là 1 năm bụng nha. Ây da má ơi, 1 năm bụng. Nguyễn Ngân bút dài chục cái đi. Đây, con này xài hàng ngày cho em. Lên mà cho em con này mà cô nói là không không. Đừng, không có chơi. Mà không không cho em con này. Không không. 154 cho Hồng Hạnh. Hồng Hạnh. Rồi, lên mà cho em là 392. Lên mà cho em là 392. Mấy con này cưng nè, vừa có dập hiệu từ chiếc khóa của nó luôn nè. Lên mà cho em con này mà của nó là 423. 392 cho Nguyễn Ngân. 423. Đây tiếp tục. Như đồ chơi nghe mày dục cho tao, tao dục cho kia. Lên mà cho em con này là 518. Ừ tao lấy mấy khách sĩ tao để trong gỗ này sẵn đây không. Thiệt luôn á. 423 cho Nguyễn Ngân. Lên mà cho em là 518. Con nói là áp lực nhau không à. Nguyễn Ngân là khách sĩ nhiều ít cũng phải có gỗ cho người ta chứ. Đây, hiệu tiếp tục nè, con này là bằng da thật luôn. Đó, có hai con gì, con này gọi là con gì? Con này hàng hiệu Beverly nè. Ôi, con này bằng da thật, dập hiệu luôn nè. Dập hiệu nghe. Lên mà cho em con này mạo của nó là gì? 515. Mà mấy em? 518. Con này là 515. Mới thấy mình nha Trâm Bông. Lên mà cho em con này là 501. 501. 515 cho chị. Hết đọc được rồi. 515 cho Nguyễn Ngân. 518 kìa. 518 cho Phạm Sen. Phạm Sen lên số điện thoại nha. Lên mà cho em là 346. Lên mà cho em là 346. Đó là khách quen để lấy tay bot có. Trời, người ta chốt được, mấy chị cũng ngủ quá. 501 cho Trâm Bông. Mấy chị bình luận của mấy chị chậm rồi, người ta chốt mấy chị cũng ngủ vậy. Bán cho Nguyễn Ngân hết đi. Bây giờ sự nhiên nếu người ta chốt hết thì em cũng bán hết chứ có gì đâu. Bình luận của mình chậm, người ta nhanh thì bán cho người ta chứ biết sao giờ. Nguyễn Ngân. Lên mà cho em con này mà cô nói là mã 18. 18 nha, màu đẹp và có hiệu luôn. 18 màu đẹp và có hiệu nha. Thì mình cứ chút từ từ đi. Giả sử như là chút được con nào thì mình hay con đó. Bình luận của mình chậm hơn cái bình luận của khách sĩ là làm sao giờ. Ở đây tôi bữa nay tôi lỗ rồi nè. Like cho có việc làm thôi. Lỗ là ngồi cãi lộn giờ nha. Vui vui còn bỏ qua được á. Thôi nói thiệt, vui vui còn bỏ qua được. Còn đang dựng cái vụ mà bữa nay mạng chốt không được nè. Mạng chốt không được, in bill không được. Bắt đầu dày hai bên cả đống nè. Trời ơi, con này hàng hiệu. Lên mà cho em là 599. Bây giờ lên ví này, ví đâu có lợi lộc gì đâu. Ví này lên là cho nó xong cái công việc của em, cho nó chống nhà thôi. Con này thiêu nè. 18 cho Phạm Xe. Đù, con này có đã. Trâm Bông mình được một mã, mình lên số điện thoại liền nha Trâm Bông. 599 cho chị Nguyễn Quốc, Nguyễn Ngân. Hình như con thấy kẹp luôn rồi. Lên mà cho em là 596. Dục đi. 596. Con này là bằng da nè. 596, nhiều ngang ngang. Chào Nam Đặng. Lên mã cho em con này mã 10. Lên mã 10 cho em. Ok Trâm Bông. Con này là bằng da xếp 2 làm 2 nè. Lên mã cho em là mã 48. Lên mã cho em là mã 48. 596 cho chị Hoàng Lâm. Hoàng Lâm lên số điện thoại liền nha. Rồi con này lên mã cho em con này là 547. Lên mã cho em là 547. Được rồi. Mã 10
gọi cho chị Thục Quanh. Nhớ Thục Quanh đánh đâu. Mày đừng áp lực ta mày ơi. Nhớ mà không biết nằm ở đâu. Lên mã 6. 547 cho Nguyễn Ngân. Mã 6. Nhiều Ngân. Làm hồi tôi dẫn tôi xuống lai tôi tin lắm tắm cồn bây giờ ấy trời. 48 cho Ngũ Thị Hồng Thúy. Lên mã cho em là 28. Lên mã cho em là 28. Da thật. Con này là da thật. Lên mã cho em con này là 185. Mã 6 cho Nguyễn Ngân. 185. 28 cho Phạm Ánh. Cái này vừa em coi và vừa em làm cho mấy chị xem luôn á nghe. Có cái gì trong đây nghe. Hoàng Lâm lên liền số điện thoại giùm nhau Hoàng Lâm. Lên mã cho em là 151, xài được hai mặt. 151. Da thật nè, xịn luôn nè. Da thật. Lên mã cho em con này 29. 151 với chị Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là mã 29. Nhiều Ngân. Con này hiệu luôn nè, của New York. New York. Lên mã 98. Lên mã cho em là mã 98. Con này là hàng hiệu của New York. Ok Hoàng Lâm. Con này là bằng da thật. 29 cho Nguyễn Ngân. Đó, da thật. Nhiều Ngân cực kỳ luôn, xài đi. Trong này nói chung là xài không chừng bị lạc á. Lạc tiền nằm biết để đâu luôn nè. Nó nhiều Ngân quá. Mã 00. 98 cho Vi Trinh. Lên mã cho em là mã 00. Vi Trinh bữa nay không có chuyện khoản cho vui hả? Tôi nói chơi thôi nghe, đừng có chuyện khoản nữa nghe trời. Tôi nói chơi hồi ra chuyện khoản đi. Con này là da thật. Lên mã cho em con này. Lên mã cho em là 167. Mã 167. 00 cho Hoàng Lâm. Mã 167. Wow, đẹp quá. Con này là bằng da thật và hàng hiệu luôn nè. Da thật, hàng hiệu luôn nè. Lên mã cho em con này là 407. Da thật, màu đẹp, da xịn sò luôn nè. 167 cho Trăm Bông. Lên mã cho em là 107. 107. Gu, à, con này trái tim. Con này là trái tim nè. 407 cho chị Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là 54. Lên mã cho em là mã 54. Mã 54. Bữa nay với em lên bữa nay này là hết ngang. Hết giá 120 ngàn. 54 trừ khi là khách nào mà xả hàng thôi. Không nghe máy này nổi là em xả ra thôi. 54 cho Vi Trinh. Da thật, xài hàng ngày. Da thật xài hàng ngày. Lên mã cho em là 14. Da thật xài hàng ngày. Lên mã cho em là 14. Con này là nhiều Ngân nè. Hai Ngân. Mà nó rộng. Nó rộng nha. Lên mã cho em con này 16, 169. 14 cho Phạm Ánh. Lên mã cho em là 169. Con này tiếu nè. Đã hang. Nhiều Ngân à. Bằng da thật nữa chứ. Ồ, mấy cây này là giấy tờ đã. 169 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em con này mã của nó là 587. 587. Rồi con này là Sonoma. Hiệu Sonoma hiệu khóa hết kéo nha, Trần Thị Thúy. Lên mã cho em con này là 58. 587 cho chị Quyên. Lên mã cho em là 58. Chị Quyên mình lên lại cho em một vòng cái điện thoại đi cho nó dễ cho chị ơi. Lên mã cho em là 3 con sổ sáo. 58 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là 3 con sổ sáo. Con này là Digi nè, hàng hiệu nè. Lên mã cho em con này là 128.
đi ghi lên mã cho em là 128. Mã 128 một con đi ghi khóa kéo và gài nút. Một hai tám một con đi ghi. Ba con số 6 cho Nguyễn Kiên. Nguyễn Kiên lên số điện thoại liền luôn nha. Con này lên mã cho em là 21. Lên mã cho em là mã 21. Mã 21. 128 cho Phạm Ánh. Ok Nguyễn Kiên. Được không? Xem như đôi chân của tôi tập cho đường ấy, đường như má. Ơ, đấy xem. Chỗ kim đường Facebook nào, Messenger nào, rồi Zalo nào. Cao nhập ô ô. Cái nhập về ô nè. Cái nhập như tôi tức đẹp bất cái sao lỡ cho mà tình yêu mai của cao 21 cho Thanh Tuyết. Thanh Tuyết lên lại lên cho em cái số điện thoại luôn nha chị. Con này lên mà cho em là mã 20. Con này của Kim lên mà 20. Nói chung là chương trình cả máy thì mà cần đi tục biết về máy tiếp hậu nè. Máy tiếp cái nhạc còn mới nha chị ơi. Lên cho em số điện thoại đi nha Thanh Tuyết. Con này là bằng da lên mà 8. Con này bằng da. Lên mà 8 cho em. 20 cho Nguyễn Ngân. Mà 8. Này cũng da thật nè má ơi. Con này là cũng da thật nè. Ngang con này cũng da thật nè. Da này là da mộc. Lên mà cho em con này là 113. Lên mà cho em 113. Con này là có thông. Con này lên mà cho em là 61. Các chốt con này lên mà cho em là mã 61. Con này polo nè. 113 cho chị Nguyễn Ngân. Con này là polo nè. Bên kia máy như vậy là vẫn lại ha. Lên mà cho em là 74. Một con hàng hiệu polo lên mà cho em là 74. 61 cho Nguyễn Ngân. Con này lên mà cho em là mã 15. View tăng 74 cho Hồng Quy, Hồng gì trời. Lên mã cho em là 15. Playboy. Con thỏ da thật. 74 cho Hồng Quy Nguyễn lên số điện thoại luôn nha Hồng Quy Nguyễn ơi. Con này là Playboy da thật lên mã 3. Mã 3 một con Playboy mã 3. Mã 3. Mấy chị thật sự nghe mấy chị phải thông cảm cho em mới được. Bữa nay là em chốt đơn là sẽ mất lòng một số khách hàng. Vì phải chịu chứ biết sao giờ. Nếu mà em nói luôn, em nói ngay và nói thật. Nếu mà em bán hàng cho nó chuẩn và nó đúng luôn là khách lẻ không bao giờ chốt được mà một con nào. Cho quê Phan. Đa số là khách sỉ chốt được hết. Nhưng mà một thời gian mấy chị chốt được là lý do gì không biết, hay biết không mấy chị? Là có máy chốt đơn của em sẽ sang kè cho mấy chị được. Em ưu tiên cho mình sang kè cho khách này một mớ, khách kia một mớ. Đó là bản thân em sang kè thôi. Còn nếu mà nói là nói cho nó đúng là không bao giờ khách lẻ chốt được đôi nào hết. Em nói thiệt luôn. Bữa nay tại vì bữa nay là không có máy chốt đơn cho nên em phải bắt buộc chốt theo cái trình tự. Con này lên mà cho em là 613. 613. Đành chịu mấy chị ơi, phải đành chịu. 613. Trong ngân hàng nó có đòi cái cài mật khẩu mà. Mật khẩu đó. Cài mới luôn đi. Ôi cậu là lo nhu, cậu tất năng chỗ phải nào tài nào bị nhu khai. Tên hả ô, mưa xôn thở, hơi nhắn tin xôn thở, tiệm xôn thở mặt khóc bưu ra. Là lô đau mà cái đi phía mai. Mà ta hơi đau. 613 cho Nguyễn Ngân. Nhà ông Phước đang nhậm mà thật hậu kia. Đau đau luôn đó. Ô ô, không gì là đau đau ô, đau đang nhậm vợ sạch nhanh cái. Tục bi vào tục bi luôn, cái đau tới như này. À vào chỗ là dọc siêu nữa, nào có ngày nào tiệm nữa là gặp đau hưu luôn đó. Ok nha, Hồng Đô. Con này lên mà cho em là 16 bằng da thật. Bằng da thật.
Hầu ông nghĩ nó ca ba cam ta cái nào nó mình mực thảo mực kia nó. Cái nào cái hay vậy? Có kìa. Có kìa. Ai ngã mua ngã 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 ngã. Cái nào kêu dạng kết lúc lúc lại. Lỗi giờ lạ giờ ca ba. Facebook cao này và xin lại cao tụi đăng like hay bực lại điện thoại cách chạp ba. Bỏ nghề luôn. Con này lên mà cho em là 45. Lên mà cho em là mã 45. 16 cho Nguyễn Ngân. Con này hiểu nè. Bán bữa nay làm như nó buồn ngủ như trời. 45 cho Hồng Đỗ. Lên mà cho em là 39. 39. 45 mời. Cho Hồng Đỗ rồi nha chị. MK nè. Một MK nè. Lên mà cho em con này là 08. Chờ mấy cái MK này toàn là nhái không à. Chứ không phải là xịn xịn đâu. Lên mà cho em là mà 007. Rồi tiếp tục. Rồi chị kiểm tra số điện thoại coi đúng chưa nha Hồng Đỗ ơi. Con này là da thật nè, xịn nè. Con này mới xịn nè, da thật xịn nè. 08 cho Phạm Ánh. 39 cho Nguyễn Ngân. Lên mà cho em con này là 168. Mã 168. Gặp em thì em nói thật cái nào xịn, cái nào nhái hoặc là cái nào mà dẫn như bạn sau bạn trước vậy nè. Gặp em thì em còn nói thật nghe, còn gặp khách hàng mà bán lừa cái gì cũng xịn xịn rồi mấy chị chốt đi. Chị nào biết thì biết, còn không biết là xài mấy cái đó đi rồi nó xịn. Hiểu nè. Lên mà cho em là 37. Lên mà cho em là 37. Ok chị, 168 cho Nguyễn Ngân. Da thật nè. Con này dập hiệu luôn, da thật. Đây, nhập hiệu nè, da thật. Lên mã cho em con này mã của nó là mã 20. Khách chốt con này lên mã cho em là mã 20. Ủa thấy như vậy mà lâu quá vậy trời. 37 cho Nguyễn Ngân. Con này xin ngang 150k lên mã cho em là mã 150. Lên mã cho em là 150 ha. Quá trời cưng luôn. Lên mã cho em là 150. 20 cho chị Nguyễn Thanh Hằng. Nguyễn Thanh Hằng lên số điện thoại luôn nha. Bữa nay em không dám xem cái bình luận luôn. Xem là bị trúng chửi. Nguyễn Thanh Hằng lên số điện thoại giùm em nha chị. Con này khách chốt lên mà cho em là 41. 150 cho Phạm Ánh. Lên mà cho em là mã 41. Con này là có hiệu dập luôn á. Mã 41. Con này là cũng có hiệu dập luôn nè. 150k rồi. Đây cốt nha, cốt nè. Đó. Lên mã cho em con này mã 10. Mã 10. Ví 41 cho Nguyễn Ngân. Bữa nay ví bữa nay nữa like. Bữa nay lấy mấy cái đồ giặt lặt giặt lặt giặt nó bán cho hết luôn đi, mỹ phẩm gì đó. Bán rẻ cho đi hết. Mỹ phẩm càng căng nữa. Mỹ phẩm lại càng căng nữa. Mã 10 cho Hồng Hạnh. Đây Hồng Hạnh nè. Con này đã ha. Con này đã nè, nhiều ngăn thẻ nè. Nhiều ngăn thẻ nè. Đó, hình như là nãy giờ em xem có một mình em gì trời. Lên mã cho em con này 42. Lên mã cho em con này mã 42. Rồi con này là 2 ngăn. Xài hàng ngày cho em đi 120k. Lên mã cho em con này 18. 42 cho Nguyễn Ngân. Mã 18. Lên mã cho em là 18. Con này hiệu nữa nè. Nhìn mặt Út bữa nay tiếu tiếu. Lên mã cho em con này là mã 50. 18 cho Hồng Đô. Lên mã cho em là mã 50. Con này là bằng da thật. Bằng da thật nè. Siêu mỏng. Bằng da thật. Lên mã cho em là 118. 50 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là 118. Nhỏ nhân viên bữa nay ai chửi nó cũng hết cảm xúc luôn rồi. Bây giờ bà chủ với nhân viên bữa nay ai muốn nói làm sao nói nè. Hết cảm xúc luôn rồi.
Em thì không dám nhìn cái màn hình luôn rồi. Lên mà cho em là 353. 353. Sợ cái nóng tắm của em lên á. 118 cho Nguyễn Ngân. Ở một số khách hàng nói là bán cho người này người nọ mất công nữa. Bởi giờ không dám nhìn cái màn hình, nhìn cái ví luôn nè. Đó, nhìn ví không à, không dám nhìn màn hình luôn rồi. Câu này lên mà cho em là 15. Lên mà cho em là mã 15. 353 cho 353 cho no. Ôi. Hôm nay chị Linh sao ấy. Ba năm ba Tú Anh Lê Vũ. Con này da thật. Con này là da thật, đẹp ha. Con này dạng như là cầm tay đi tiệc là ok nè. 15 cho Nga Liêu. Đó. Lên mã cho em con này là 61. Lên mã cho em là mã 61. Con này lên mã cho em là 29. Bà cũng đang làm mà. 61 cho Nguyễn Ngân. Mấy cái ông kia qua chưa? Đâu có, mà vô không mà bỏ thí đó, đâu có mạng gì đâu. Tới mấy con kia bây giờ. Con kia chưa qua, chút nó không có qua. Bỏ thí chút nó bà không qua. Ba gì bà Phượng ơi, bao tự kêu rồi. Không qua chứ. Kêu gì Phượng làm đồ ăn gà tiền. Lên mà cho em con này là 29. Vậy hả? Đó, nói hay vậy vậy? Trời ơi, bao tự tôi kêu rồi. Kêu Phượng ơi, Phượng ơi. Con này là da thật, đẹp sang. 29 cho Can Su Bồi. Ô con này nhiều thế gì trời. Xài má ơi, ai tiền nhiều là đã luôn nè. Đó, thẻ mắc nợ, thẻ gì đó, thẻ cầm đồ. Ô con này đã nè, nhiều ngăn lắm nè. Đó, bằng lái xe gì là ok luôn. Lên mã cho em là 88. Lên mã cho em là mã 88. Trời ơi, con này là hàng hiệu tiếp tục nữa nè. Đã ha. Nhiều ngăn luôn. Gì nữa không biết. Con này khách chốt lên mã cho em là 21. 88 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em là 21. Xếp làm 2, da thật. Da thật. Lên mã cho em là 49. Lên mã cho em con này là mã 49. Lòng không. Nhiều ngăn. Con này là nhiều ngăn. Đó. Lên mã cho em con này mà cô nói là 158. 158 cho em con này. 158. Rồi con này là bằng da luôn nè. Bằng da. Lên mã cho em con này là 16. Lên mã cho em là 16. Mã 16. Đẹp ha. 158 cho Thanh Nguyễn. Con này là hiệu luôn nè. Đó. Nhiều ngăn cực kỳ. Thanh Nguyễn lên cho em có số điện thoại nha Thanh Nguyễn. Con này lên mã cho em là 120. Lên mã cho em là mã 120. 16 cho chị Nguyễn Thanh Hằng. Nhiều ngăn nè. Đằng sau là cốp nè. Con này lên mã cho em là 207. Lên mã cho em là 207. Nè, rớt cho đây nè em. 207. Gun Leon. 120 cho Nguyễn Ngân. Hiệu ngang. Da thật luôn. 207 cho Nguyễn Ngân. Lên mã cho em con này là 170. Thanh Nguyễn lên cho em có điện thoại nha. Lên mã cho em là 170. Con này hiệu tiếp tục nữa nè. Lên mã cho em là 73.
Con này lên mạ cho em là 73. Em like như thế này nè, một số chị là có thể là suy nghĩ hơi lâu tí được nè. Suy nghĩ có nên chốt hay không. Rồi, lên mạ cho em con này là 23. 170 cho Đặng Thạnh. Lên mạ cho em là mạ 23. Tucano bằng da thật. Tucano bằng da thật. Bằng da thật nha. Bên trong là ok trơn à, nói chung là cho mấy chị xem chơi chơi vậy thôi. Chứ hàng người ta kiểm tra trơn rồi, giả sử nó có lỗi lầm thì em cũng báo trên like luôn. Lên mạ cho em là 79. 73 cho chị Ngọc Nguyễn. Lên mạ cho em là 79. Ngọc Nguyễn lên cho em cái số điện thoại nha. Con này cầm tay cưng nè. Xếp làm hai nhiều ngăn khóa luôn. Đó, bằng da. Lên mạ cho em con này là 112. Mã 112. 23 cho Phạm Sen. Nhiều thế. Một một hai cho Thúy Văn. Thúy Văn, đẩy nó đi. Tối đêm nay không chừng là lên ba cái dạy này luôn quá. Không chừng là lên dạy à, tối hôm nay. Con này là Chanel dập hiệu nè cả nhà. 79 cho Thanh Tuyết. Thanh Tuyết lên liền cái số điện thoại giùm em đi chị. Lên mạ cho em con này là 153. Bằng da luôn cả nhà ơi. Số điện thoại cho nó nhảy lên liền đi, mình mới có đơn được. Lên mạ cho em là 153, một con Chanel. Bằng da thật luôn. Rồi Fion. Độc đẹp không à. Một con Fion dập hiệu luôn. Fion nè. Đó, tem nè, Fion nè. Đó. Một con Fion. Lên mạ cho em con này là 590. Ok, chị Thanh Tuyết. Lên mạ cho em là 590. Một con da bao mềm. Con này lên mạ cho em là 35. Lên mạ cho em là mạ 35. Khúc này đã cho ta, da da thật nhiều ta ơi. 590 cho Thùy Trang. Khúc này da thật đã nè. Lên mạ cho em con này mạ của nó là 800. 153 cho Nguyễn Thanh Hằng. Lên mạ cho em là 800. Đu đu nè. Đó. Lên mạ cho em con này là 00. 800 cho chị Phạm Sen. Lên mạ cho em con này là mạ 00. Phạm Sen á. Mạ 00. Da thật cầm tay xài hàng ngày. Nha. Phạm Sen cái hồng đó Phạm Sen. Xài công này tiện tao ơi. Ngăn thẻ đã. Không không như chị Quanh Lý. Quanh Lý lên liền cái số điện thoại giùm em nha. Ngăn thẻ này để ngang nè, đã để ngang đã. Rồi, con này lên mạ cho em là 36. Con này là làm như cờ lút luôn nè. Cờ lút luôn nè, con này hàng hiệu Boss. Con này Boss nha. Lên mạ cho em là 123 số thứ tự. 123 một con số thứ tự. 36 cái trăm bông. Con này là da thật màu đỏ đẹp luôn nè. Da thật màu đỏ đẹp. Lên mạ cho em con này 568. 123 cái trăm bông. 568. Đủ không? Như đủ số lượng không? Con này lên mạ cho em là 34. 568 Thúy Văn. Lên mạ cho em con này mạ của nó là 34. Chị Quanh Lý cho em cái số điện thoại nha chị ơi. Ui. Khúc xăng này đa số thấy da thật ta.
34 cho Phạm Sen. Cút xa này thấy da thật nhiều. Đó, da thật mềm đã ha, bằng da. Lên mã cho em con này, mã của nó là 186. Lên mã cho em là 186, hồi nãy cho mịt. Hồi nãy cho một bịch kéo rồi. Con này lên mã cho em là 13. Khách chốt con này lên mã cho em là 13. Con này da thật nè, hàng hiệu tiếp tục luôn. LV nè. 86 cho Đinh Thị Phương. Lên mã cho em con này mã 00. Mã 00. Con này nam xài là ok nè, bằng da thật nè. Lên mã cho em con này là 182. 13 cho Hạ Sen. Lên mã cho em con này là 182. Gì? Hả? Rồi sao? Nói sao? Con này là da thật nữa nè, độc đẹp nha. Không không cho Hồng Hạnh. Da thật nè. Lên mã cho em con này, mã của nó là 227. 227. 128 cho Can Su Bồi. Da thật khúc này đẹp nè, 227. Nói. Hai hai bảy cho chị Can Su Bồi. Con này là hiệu cốt nè. Con này cốt nè. Lên mà cho em con này. Nó kẹp luôn rồi. Lên mã cho em là 396. 396. Hai hai bảy hết. 396. Ngu xì. Dập hiệu nè. Đó. Lên mã cho em con này là 72. Lên mã cho em là 72. 396 cho Nguyễn Hiển. Nguyễn Hiển lên liền cái số điện thoại mình mới có đơn nha. Ừ. 72. 72 cho Thúy Vân. Mấy chị làm hồi Nguyễn Ngân ra luôn rồi. Người ta chốt được mấy chị cứ phản ứng không à. Rồi con này hiệu nữa nè. Nhớ nghe, em nói luôn nghe. Ok chị Thị Trang nha. Khách đó, khách Nguyễn Ngân là khách sĩ bên em á. Người ta chốt quá mấy chị cứ la làng là chốt cho Nguyễn Ngân hết đi, khỏi chốt cho khách lẻ phải không. Nhớ nghe. Khi xuống like mà không nghe máy là lưu thông tin là tuyệt đối không bán luôn. Đó. Bà nói em nói trước nghe. Mấy chị đa số là như vậy không à. Người ta chốt mấy chị cứ nói này nói nọ, làm cho người ta hồi tự ái tới ra luôn. Mà ai em cũng bán hết. Nói chung là ai cũng bán hết. Mà ngộ lắm. Người ta chốt thì mấy chị cứ phản ứng như vậy. Rồi xuống like nhiều khi là gọi điện chốt đơn thì mấy chị không nghe máy. À rồi sau đó xả đi. Chị không vừa ý. Xả đi. Con của chị không có hài lòng, chốt cho nó. Rồi xả đi. Mua cho người ta, người ta không chịu. Đủ thứ trò. Nhớ nghe. Rồi con này là da thật. Da thật, đi ngủ cái gì. Hết rồi nè, gần hết rồi. Lên mà cho em là 590. 590. Con này là mới nè. Đây, khóa nè, vẫn còn mới luôn nè. Lên mà cho em là 118.
Hả? Ừ. Lên mà cho em là 118. 590 cho chị cái số bồi. 118. Hiểu nè. Lên mà cho em là 72. Lên mà cho em là 72. 118 cho Phạm Sen. Dạ. Cao, chị đi ta ở em chút. Ta thấy cái cầm chiếc cái này không cầm gì. Đâu có, nó lội hệ thống hết luôn à. Tối hôm nay nếu mà không được thì tối hôm nay cũng chốt đơn bằng máy bằng tay nữa à. Tranh thủ làm gì, nó nói là hệ thống bị lỗi bên Mỹ đang xử lý. Mà bên Mỹ là ban ngày thì ban đêm bên Mỹ đang ngủ. Từ khi ban đêm thì bên Mỹ ta thức, sáng của người ta mới xử lý. Mà làm kịp hay không là đó là vấn đề nữa. 72 cho Thùy Trang. Lên mà cho em là 86. Lên mà cho em là mã 86. Nó đâu có thông báo gì cho mình biết đâu, tự nhiên chốt đơn không được nó mới biết, nó nói cho mình hay. Có này da thật. Có này là da thật. Lên mã cho em là 25. Da thật, lên mã cho em là mã 25. Mã 25. LV nè. Xăng và lụng tiếp có chịp phí ra, tôi tiếp bột mình. Và xăng. Tôi có bột, tôi lúc bọc kiểu mình. Da thật. Con này là da thật. 86 với Thanh Trần. Lên mà cho em con này là 568. Cá sấu. Con này là cá sấu. Cá sấu giặt từ bên trong luôn nè. Con này là cá sấu. Lên mã cho em là 35, cá sấu này mã 35. 568 cho Nguyễn Thanh Hằng. Đuối, con này cá đuối. Cá đuối nha, có hiệu luôn nè. Cá đuối có hiệu, dập hiệu bên trong luôn nè, màu đen nhìn không thấy đâu. Rồi con này lên mã cho em con này là 00. Một con cá đuối nè. Lên mã cho em con này là 00. 35 cho Mâm Lý, Mâm Lý lên cho em có số điện thoại liền nha. Không cho Vi Trinh. Gần hết rồi đó. Hết là em xuống like à. Đâu còn nữa không? Tao mày ghiền iPhone tao hả? Có iPhone đi. Không có đụng tới đâu. Da thật nhiều ngăn. Da thật nhiều ngăn. Lên mã cho em là 26. Lên mã cho em là mã 26. Không có thích iPhone đây. Dạ. Rồi con này lên mã cho em là mã 9. Dạ do hôm nay máy lỗi hệ thống không minh build được nha Mâm Lý. Lên mã cho em con này là mã 9. Lỗi hệ thống này là lỗi toàn cầu. Đã nè, con này đã nè, xài đã nè. Vừa nhẹ nè. Hơ, đã tay. Con này lên mã cho em là à mã mấy? 110. Mã 110. Con này là hàng hiệu tiếp tục luôn, dập hiệu luôn nè. Dập hiệu tiếp tục luôn. Mã 9 cho Thu Hồng. Thu Hồng lên liền số điện thoại giùm em nha chị. Lên mã 90. Khách chốt con này lên mã cho em là mã 90. Wow. Oh my god. Da thật. Ô đẹp. Da thật. Lên mã cho em là 140. Lên mã cho em là 140. 90 Tinh Thị Phương. Nhiều nữa là hết đó. Còn ví nữa mà nhưng ví đó là giá rẻ. Còn ví giá rẻ, cái ví này em tiện nè, mấy cái hàng giá 120 nè. Còn giá rẻ bán vài chục ngàn để bữa nào em mới xạ.
Một một không như cao su bùi. Da thật. Da thật lên mã 8. Da thật, khách chốt con này lên mã 8. 140 cho Nguyễn Hiển. Mã 8. Em phải ghi cái số điện thoại đuôi cho người ta chứ. Rồi, không. Lên mã cho em là mã 06. Lên mã cho em là mã 06. Mã 8 cho Nguyễn Hiển. Mã 06, bữa nay là khỏi lên túi đi. Tối hôm nay là lên giày. Để lấy thời gian khui hàng bốn nó đi. Con này là da thật, lông ngựa thật nè. Da thật, lông ngựa thật. Túi còn tầm mà 1000 nữa là sạch rồi. Lai 2 buổi lai, 3 buổi lai là sạch sẽ luôn à. Lên mà cho em con này mà 92. Lên mà cho em là mà 92. Làm gì vậy, nhìn nhau cười vậy. Lên mã cho em là mã 92, còn thể thao. Trời ơi, alo cái là qua liền à. Tại con không có cho qua, đừng con bán ra ba cái hàng này trước Tết này cho nó hết đã. Da thật xịn sò. 92 cho Phạm Sen. Lên mã 5. Khách chốt con này lên mã 5. 06 cho Nga Liêu. Mã 5. Gu xì da thật. Gu xì da thật. Lên mã 80. Mã 80. Mã 5 cho Thu Hồng. Thu Hồng nè chị, hai con chị lên liền cái số điện thoại giùm em đi chị. Không có số điện thoại sao em biết chị đâu mà em điện thoại chút đơn cho chị được. Lên mã cho em con này là 44. Lên mã cho em là mã 44. 80 cho Nguyễn Kiên. Kiên nó tổ tỏa tu clon clon kia nó mình ghê cái nó. Nguyễn Kiên lên cho em liền cái số điện thoại nha. Con này là hàng hiệu La Thơ. Lên mã cho em là 31. Lên mã cho em con này là mã 31. Ok Nguyễn Kiên. Mã 31 cho em nha. Rồi ok chị Thu Hồng. Em like mà em đang kiếm con nào nó nhỏ nhỏ. Nguyễn Kiên, cái điện thoại của mình nó bị thiếu á, lên lại giùm em nha. Em tiện mấy con này nó nhỏ nhỏ, nó gọn gọn, đựng vô cái túi này coi. Ờ con này được nè. Được ha, được lấy con này đi. Mấy cái ví này em cũng không có yêu cầu mà xịn xịn đâu. Này là coi. Kiếm cái nào mỏng 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 mỏng. Ok Nguyễn Kiên. Ừ được con này được. Rồi lên lại con này. Con này xịn nè, da thật nè. Đó con này da thật nè. Lên mã cho em là 124. 44 cho chị Trần Vinh. Trần Vinh lên cho em liền cái số điện thoại nha chị. Lên mã cho em là 124. Hên ngang cuối cùng mà cũng suy nghĩ thấy. Thôi quên đó. Quên là like hết còn cái gì để xài đó trời. Da thật luôn nè. Đó xịn sò da thật. Lên mã cho em con này mã của nó là. Lên mã cho em con này mã. Mã mấy? 124 với Thanh Đức Phạm. Thanh Đức Phạm lên liền số điện thoại giùm em nha. Lên mã 3. Tối nay là em lên giày lại nha. Lên bù lại mới được. Ok Trần Vinh. Em ngưng lại túi. Trời túi là vui mừng là lên thấy túi quá trời đẹp đẹp luôn. Bây giờ giày cờ đóng ngay chỗ vị trí này thì bây giờ em cho nhân viên của em rảnh bán cái này đây đặng khui mấy cái hàng bom lại mới được. Rồi con này lên mà 23. 23. Giày công sợ là hết rồi đó. Rồi con này là da thật. Hàng hiệu luôn nè. 23 cho Thanh Đức Phạm. Da thật. Lên mã cho em con này mã của nó là 103. Lên mã cho em là mã 103 chừng nào đi Maki. Nào đi Châu Đốc. Mã 3 cho Định Mệnh, Định Mệnh cho em số điện thoại luôn chị nha Định Mệnh ơi. Chị Tư kêu ở nhà đi. Hả? Chị Tư kêu ở nhà đi khỏi đi. Dạ, Nhung hả? Ừ, dạ đỡ rồi. Da thật. Lên mã cho em con này là 38. Đứng đợi cái câu tí em cọc buồn. 103 cho Thanh Đức Phạm.
lên mà cho em là 38. Ơi như buồn kia như phim xem như lao kịch 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 giả tới trang lên mà cho em 38. Nhưng lại ra ông cả yêu phóng của tôi lọc kịp với nhau kịp của ai bây giờ cao bây giờ cao thật này kịp kịp. Rồi câu này là da thật, câu khác là sắp xếp là thụng nhưng da thật. Lên mà 8 cho em câu này, mà 8. Con này cũng da thật nữa nè. Ồ sao khúc này da thật, trời con này dập hiệu của New York gì. Rồi lên mà cho em là 67. View đã cái nó thuộc quả tốt pháp luôn. 38 cho Nguyễn Thanh Trúc. Lên mà cho em là 67. Nguyễn Thanh Trúc lên liền cho em cái số điện thoại nha chị. Gọn nhà không ức. Lên mà cho em con này mà của nó là 50. Con này lên mà cho em là 50. Mà 50 bữa nay lên cho ví thấy một chút xíu trong nhà không có đầy gì trơn. Thấy chưa em coi chỗ đó đây có đó không? Ví còn đó không? Không, cái ví đó là khác. Ok chị Thanh Trúc. Rồi con này rồi lốt tai. Con này là hết tất cả nhà ơi. Hết luôn rồi, y tông thùm nhờ. Mà cây y một à. 12, 15. Đu. Mình like chơi chơi cũng gần 12 giờ rưỡi. Lên mã 9. Lên mã 9. 50 lên chưa? Mã 8 cho Tam Vũ. Bù đắp lại nghe mấy chị, tối hôm nay là em lên giày công sở và giày thể thao nam 9 cấm cấm. 50 cho Trung Nguyễn. Cấm cấm lên cho em cái số điện thoại nha. Định mệnh lên nha, rồi ok định. Ủa, mệnh. Còn con này nữa. Con này bằng da thật luôn nè. Con này bằng da thật nè cả nhà. Bằng da thật. Đọc đẹp ha. Nhìn da nè, dập hiệu nè. Mẹ cho em cấm ha thầy. Lên mà cho em con này là 38. Rồi ăn chưa? Ok cấm cấm. Rồi 38. Ăn chưa? Hết. Mà 38. Hết rồi. Rồi 38. Rồi xong. Tối nay là em sẽ lên giày thể thao nè, giày bóng đá chung hết luôn. Ai đã giờ sẵn đâu có đòi cái cục cái gọi hết thôi. Cái cục chống hết của chống chống ảnh của quý ai về đâu nè. Nói gì? Cái gì ai biết cái gì? Thì cũng nói là nói đó, chống hư á. À, cái gì? Con hả? Ừ. Ủa đâu ra vậy? Ai mà biết nữa chăng nè. Ủa? Tưởng là cái cục chống hư của Ví à, dạ đâu, bớt hoài luôn thôi, rồi nhớ thật mới nhớ thầy nè. Trời ơi. Chà. Hả? Chà. Rồi em xuống like. Cảm ơn mấy chị theo dõi livestream của em nha. Tối hôm nay hẹn vào lúc 7 giờ rưỡi đi. À chút túi của bà chủ mã nhiêu em xài. Trời ơi đừng có chút túi của tôi. Ban đêm tôi bán túi xong chiều chút đi. Thấy túi này đã ha. Túi này đã mềm nhỏ gọn, em bỏ vào túi này cho nó về, sợ nó chạy cái điện thoại cái nào là đồ nghề đi đủ thứ. À, thể thao gộp đơn chung cái gì đôi giày nữ lúc này, đôi giày nữ lúc này đôi nào cả tối nãy hả, đôi này đúng không Nhật KK, đôi này là size 37 nè, 150k nè, đúng không, đúng size thì ok luôn. Đúng, đúng thì lên ok cho em luôn nha, nhờ KK. Size 37, 150k. Chỉ có đôi nào nãy lấy ra thôi. Rồi, nếu mà không được nữa thì tối nay bán cho. Trên tay không. Rồi, cái con này đã nói là nãy giờ em like tự nhiên em mới nhớ nè. Em lấy con này em xài. Em để tiền nó riêng mới được. Chứ sợ bị chạy cái điện thoại tới ba cái máy lần. Để chung với nhau em sợ nó chạy cái điện thoại á.
Rồi xuống like nha. Nhớ tối hôm nay vào xem livestream của em cái nữa đi. Ý là đôi em chốt lúc nãy để tối chốt thêm. Ừ vậy thôi đi. Chút nữa nhân viên nó gọi điện chút đơn gì nói đi nha. Rồi bye bye.